Vị hoàng đế dâm ô bạo ngược nhất Nhật Bản và kết cục băng hà năm 18 tuổi, không rõ lý do. Đăng Cơ năm 9 tuổi và băng hà năm 18 tuổi, ông được biết đến là vị hoàng đế hoang đường và hung tàn nhất lịch sử Nhật Bản. Trong sự nghiệp cai trị 9 năm ngắn ngủi của mình, ông ta đã làm ra biết bao chuyện xấu mà một lời khó có thể viết ra được. Trong đó, có việc phong mẹ ruột của mình làm hoàng hậu, vạch bụng người phụ nữ mang thai khi còn sống để thỏa mãn sự tò mò. Và để kiểm tra xem người phụ nữ có còn trinh tiết hay không bằng những chuyện khó có thể nói ra. Sự tàn độc này, cả Thương Trụ và Hạ Kiệt trong lịch sử Trung Quốc mà chúng ta hay xem trên phim đều phải chịu thua. Ông ta chính là Thiên Hoàng Budesu của đất nước Mặt Trời Mọc. Sinh năm 489 sau Công Nguyên và Thiên Hoàng thứ 25 theo danh sách kế vị truyền thống. Ông là con thứ 6 của Thiên Hoàng Ninken và Hoàng hậu Kasuga. Kasuga là con gái của Thiên Hoàng thứ 21 Nhật Bản, Yuriaku, là Hoàng hậu của Ninken và là mẹ của Budesu. Trên thực tế, có rất ít vị hoàng đế được ghi vào sử sách Nhật Bản là hôn quân. Trong đó có hai vị hoàng đế được gọi là hôn quân nổi tiếng nhất, đều có liên quan đến bà Kasuga. Một người là cha của bà ấy, Thiên Hoàng Yuriaku, và người kia là Budesu, nhân vật chính của ngày hôm nay. Budesu, vị vua của những hôn quân. Xét về quan hệ huyết thống, Thiên Hoàng Budesu thực tế là cháu trai của Yuriaku. Mặc dù hai ông cháu đều là hôn quân nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản, nhưng nếu đặt họ cùng nhau để so sánh toàn diện, dù là mức độ dâm ô bạo ngược hay các khía cạnh khác, thì Budesu cũng đủ sức đè bẹp ông ngoại của mình. Lấy việc trở thành hoàng đế làm ví dụ, Yuriaku đã lên kế hoạch thủ tiêu anh trai của mình vào thời điểm đó mới có cơ hội trở thành hoàng đế. Tuy nhiên Budesu lại không cần tốn nhiều sức lực. Mặc dù ông ấy chỉ là con trai thứ 6, nhưng sau khi cha của ông ấy qua đời, các anh trai bắt đầu tranh giành ngôi báu đến mức không một ai sống sót. Budesu danh ma, chỉ cần nằm yên hưởng lợi. Vào năm 498 sau Công Nguyên, ông đã kế vị ngai vàng khi mới 9 tuổi. Sau khi trở thành hoàng đế, mọi thứ mà Budesu làm dường như đều hướng tới việc phá vỡ kỷ lục bạo ngược của ông ngoại mình. Trong 9 năm trị vì, ông ta liên tục làm nhiều chuyện ác và thành công đứng đầu trong bảng xếp hạng các hôn quân của Nhật Bản. Vào tháng 3, năm đầu tiên sau khi lên ngôi, ông ta phong mẹ ruột của mình là bà Kasuga làm hoàng hậu. Mục đích có thể là để đánh lừa mọi người hay vì lý do nào khác không rõ. Sau khi lập mẹ mình làm hoàng hậu, ông đã thay đổi mối quan hệ của bà ấy trong gia phả, từ mẹ trở thành vợ. Vào tháng 9, năm thứ 2 trị vì, Thiên Hoàng Budesu bắt đầu thắc mắc rằng không biết em bé trong bụng người phụ nữ mang thai sẽ trông như thế nào. Vì vậy, để thỏa mãn trí tò mò của mình, ông ta đã ra lệnh bắt giữ một số phụ nữ mang thai, rồi tàn nhẫn vạch bụng họ để lấy bào thai ra ngoài. Vào thời đại mà thiết bị y tế chưa phát triển, chúng ta có thể tưởng tượng kết cục của những người phụ nữ mang thai sau khi chịu đựng sự tra tấn như vậy sẽ bi thảm như thế nào. Vào tháng 10 năm thứ 3, Budesu lại nghĩ ra một thủ đoạn mới. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ rút hết móng tay của những người còn sống, phớt lờ tiếng kêu khóc của những người này và yêu cầu họ đào đất bằng tay không. Vào tháng 4 năm thứ 4, tên hôn quân Budesu nghĩ ra một ý tưởng mới, đó là nhổ sạch tóc của người sống, sau đó ra lệnh họ trèo lên ngọn cây, đồng thời cho người ở phía dưới chặt cây. Cây lớn bị chặt, nhóm người trèo lên ngọn cây đương nhiên sẽ không sống nổi. Vào tháng 6 năm thứ 5, để trải nghiệm niềm vui câu cá, ông ta đã ra lệnh cho người dân bỏ xuống mương, trôi theo dòng nước giả làm cá, còn mình thì đứng trên bờ cầm con giáo ba lưỡi để giết cá dưới mương. Đang chơi thì cảm thấy không thỏa mãn, chợt nhớ đến một chú chó trước đây. Thế là ông ta để những con cá may mắn trốn thoát một lần nữa trèo lên cây, còn mình ở dưới cây cầm cung tên để bắn những con mồi này. Khi con mồi trúng tên và rơi từ trên cây xuống, ông ta liền bật cười khanh khách và vui vẻ nhảy múa. Vào tháng 3 năm thứ 8, tên hôn quân Budesu đã nghĩ ra một hành động biến thái khác để làm tươi mới trí tưởng tượng của mình. Ông ta chọn ra một nhóm người phụ nữ xinh đẹp trong dân chúng, rồi cởi hết quần áo của họ để thử xem những người phụ nữ này có còn trong trắng hay không. Sau đó, để những người thiếu nữ khỏa thân này ngồi trên tấm ván gỗ và sai người đem những con ngựa đang thời kỳ động dục đến giao phối trước đám đông và bắt nhóm phụ nữ này phải chứng kiến. Sau cảnh tượng kinh tởm đó, ông ra lệnh cho người kiểm tra phần dưới của những người phụ nữ này và tấm ván gỗ họ vừa mới ngồi. Nếu một trong những người phụ nữ này có phản ứng sinh lý, sẽ bị ông ta hạ sát. Còn nếu không có phản ứng thì chứng tỏ rằng
những người phụ nữ này còn trong trắng. Tuy nhiên, những cô gái còn trong trắng mặc dù may mắn thoát nạn vào lúc này, nhưng họ sẽ mãi mãi vào cung làm nô lệ, tương lai tăm tối mù mịt. Cuộc sống xa hoa và sự độc ác bẩm sinh của Mudesu. Ngoài việc thích những cách vui chơi quái đản và bạo ngược này, thiên hoàng Mudesu còn cực kỳ xa hoa trong việc tận hưởng cuộc sống. Ông ta ra lệnh xây một ngự hoa viên tráng lệ, bên trong mười đầy chim thú quý hiếm, sàn nhà được trải hoàn toàn bằng lụa sa tanh. Đồng thời cho chiêu mộ đào kép người lùn khắp nơi đến biểu diễn cho mình xem để giải trí. Ông ta hoàn toàn không quan tâm đến cuộc sống của người dân. Suốt ngày, nếu không nghiên cứu những thủ đoạn hại người độc ác, thì nghiện ngập tử sắc. Hơn nữa, tính cách của tên thiên hoàng này không chỉ độc ác và bệnh hoạn, mà còn là một kẻ vô cùng xấu xa, keo kiệt và hay trả thù. Sự trả thù của người khác cùng lắm là ăn miếng trả miếng, nhưng ông ta không hài lòng với điều này. Chỉ cần có người chọc giận đến mình, ông ta nhất định sẽ đổ sát toàn bộ gia đình đối phương. Điều này thể hiện rõ ràng từ một việc nhỏ trước khi Mudesu lên làm vua, trong lúc thiên hoàng Ninken còn trị vì. Mudesu lúc đó là hoàng tử, đã đem lòng yêu thích Kagemi, con gái của một vị đại thần trong triều. Thế là Mudesu đã nhờ bà mối đến bày tỏ tình cảm với Kagemi và nói rằng mình muốn cưới cô ấy. Nhưng Kagemi lúc này sớm đã có hôn ước với con trai của một đại thần khác. Đối mặt với sự theo đuổi của hoàng tử Mudesu, gia đình Kagemi không dám nói sự thật vì sợ đắc tội với hắn ta, nên chỉ đành nói với bà mối, bảo hoàng đế Mudesu đến nhà hát Kasurai để đợi cô. Ý đồ của Kagemi khi làm việc này là để tạm hòa hoãn với Mudesu, sau đó bàn bạc đối sách cùng với bạn trai của cô ấy. Nhưng Mudesu không biết điều này, bởi vì Nhật Bản cổ đại có phong tục tán tỉnh nhau trên sân hát. Cho nên sau khi hoàng tử Mudesu nhận được tin này, đã nghĩ rằng Kagemi cũng quan tâm đến mình và cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Vì vậy, ông ta đã phái người đến nhà vị hôn phu của Kagemi yêu cầu mang cho mình một con ngựa tốt để cưỡi. Nhưng vị đại thần này ỷ vào địa vị hiện tại của mình, không thèm để ý đến thiên hoàng Mudesu lúc này mới chỉ là hoàng tử, nên chẳng những không cho ông ta ngựa tốt mà còn trêu chọc người hầu do hoàng tử Mudesu phải đến. Sau khi biết tin, ông ta rất căm hận nhưng cũng biết bản thân lúc bấy giờ không làm gì được họ. Vì vậy, ông ta đã nhẫn nhịn viết tên của vị đại thần này vào một cuốn sổ nhỏ để chờ dịp trả thù. Sau khi Mudesu đến sân hát nhìn thấy Kagemi đã đứng đợi mình từ trước, ông liền hưng phấn chạy tới kéo tay áo của Kagemi và cất tiếng hát. Nhưng không đợi Mudesu hát xong, Hegurisibi, người yêu thực sự của Kagemi, cũng chính là con trai của vị đại thần vừa mới đắc tội với ông ta, đột nhiên xuất hiện. Hoàng tử Mudesu thấy vậy, cau mày nhăn nhó, nhưng vẫn dựa vào quy tắc sân hát, tiến hành chiến đấu điên cuồng để tranh giành Kagemi. Nhưng trái tim của Kagemi sớm đã thuộc về người bạn trai này, nên cô đã chấp nhận lời tán tỉnh của Hegurisibi. Cuộc gặp gỡ ở sân hát này đã hoàn toàn chọc giận Mudesu. Đêm hôm đó, hoàng tử Mudesu đã sai người hành thích Hegurisibi. Sau khi Kagemi hay tin người yêu mình bị sát hại, đã vô cùng sợ hãi, đau khổ chôn vùi thi thể của người yêu rồi trốn về quê nhà. Nhưng đối với hoàng tử Mudesu thì sự việc này còn lâu mới đủ để nguôi ngoai cơn giận. Điều hắn muốn chính là tàn sát triệt để gia tộc Heguri. Chính vì như thế, việc đầu tiên hắn lên nắm quyền là mở cuốn sổ báo thù nhỏ bé của mình ra và tìm cớ sai người đi tàn sát sạch sẽ gia tộc Heguri. Thậm chí một con chó cũng không buông tha. Đối với một vị hoàng đế có thù tất báo, hành sự bạo ngược như vậy, có thể hình dung cuộc sống của người dân Nhật Bản lúc bấy giờ khổ cực lầm than như thế nào. May mắn thay, tình trạng này kéo dài không lâu thì thiên hoàng Mudesu, người đã làm nhiều tội ác trong 9 năm, đột ngột qua đời không rõ lý do vào năm 507 sau công nguyên, khi vừa tròn 18 tuổi. Thiên hoàng Mudesu đã không để lại bất kỳ người thừa kế nào trong đời. Vì vậy, dòng dõi này đã bị cắt đứt hoàn toàn sau khi ông qua đời. Ngôi vị thiên hoàng này cũng rơi vào tay các hoàng tộc khác. Cuối cùng, điều đáng nói là ghi chép về những tội ác này của thiên hoàng Mudesu đều là từ cuốn sách Thư ký Nhật Bản. Nhưng trong cuốn Cổ sự ký lại nói rằng Mudesu là người thiết lập ra một tòa án nghiêm khắc. Hai cuốn sách này đều là những cuốn sách ghi lại lịch sử của hoàng gia Nhật Bản, nhưng lại có những ghi chép hoàn toàn khác nhau. Nên điều này cũng khiến một số người cho rằng thiên hoàng Mudesu không tàn ác và vô nhân tính như thế gian vẫn tưởng tượng. Có lẽ ông ta chỉ bị các thế hệ sau cố tình bóp méo hình tượng thành một tên bạo chúa. Vậy sự thật của lịch sử cuối cùng là như thế nào? Đừng quên đăng ký kênh để cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi thêm những video thú vị về những bí ẩn lịch sử, tâm linh và những câu chuyện kỳ bí có thật mà bạn chưa từng được nghe ở bất kỳ đâu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.